Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay mình sẽ dành cho những chị em nào muốn giảm cân giống như mình. Thực ra thì trước cái đợt giãn cách ấy, thì mình cũng không có bị tăng cân nhiều và cái bụng mình cũng không bị mỡ nhiều những cái đợt vừa rồi. Sau gần 4 tháng giãn cách thì mình đã tăng 5kg và cái vòng mỡ bụng này nó rất là kinh khủng. Nhất là cái vùng bụng dưới thì mình thấy nó rất là to và khi mặc đồ nó cực kỳ là phản cảm luôn, cảm thấy là mình không tự tin một chút nào. Và trong 4 ngày vừa rồi mình đã áp dụng cái phương pháp ăn lành mạnh này. Thứ nhất là chúng ta ăn lành mạnh, thứ hai nữa là cái chế độ tập luyện cũng rất là quan trọng. Mọi người phải tập đều hàng ngày. Nếu mọi người không có thời gian thì ít nhất là 2 ngày một lần mọi người phải tập luyện thể dục thể thao. Mỗi ngày mọi người sẽ dành ra 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Mình thì mình dành 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để mình tập luyện. Và bây giờ đây là một cái chia sẻ rất là nhỏ để những chị em nào đang cùng muốn giảm cân như mình sẽ áp dụng. Để chúng ta cùng nhau tập luyện và chúng ta cùng nhau chia sẻ những bí quyết để chúng ta giảm cân. Và giảm cân thì phải giảm cân an toàn nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những cái chia sẻ của mình nhá. Let's go. Ok, trước khi mà vào bài tập ấy, thì chúng ta nên khởi động trước nhé mọi người. Ở đây là mình đã khởi động qua rồi nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé. Nếu mọi người mà muốn đạt kết quả cao ấy, thì chúng ta phải tập liên tục luôn, liền mạch, chúng ta không nghỉ. Trong cái thời gian chúng ta tập thì chúng ta sẽ hít thở bằng mũi. Và khi chúng ta tập ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên cho cái mông của mọi người xuống một tí. Nếu mông mà chúng ta chắp lên ấy, thì nó sẽ không đạt hiệu quả cao đâu mọi người. Tại vì mình tập ở nhà ấy, nên mình không nhìn thấy gương, không có gương để nhìn. Cho nên nhìn thấy nó hơi chốc chốc. Nhưng mà nếu mà mọi người tập thấy gương thì mọi người sẽ điều chỉnh làm sao để cho cái mông của mọi người ngang bằng với lại lưng trên nhé. Cái bài tập này là những cái bài tập để chúng ta đốt cháy mỡ và calori mọi người. Cho nên khi chúng ta tập thì chúng ta lưu ý tập làm sao mà cái cơ thể của chúng ta nó điều tiết liên tục và nó phải theo nhịp. Cái bài này là để nó sẽ ăn vào mông, mọi người ăn vào mông người rất là nhiều luôn. Và khi chúng ta tập thì chúng ta sẽ chốc mông xuống một tí nữa, mình không nhìn thấy gương cho nên mình cứ tập từng thôi. Mọi người nên tập ở trước gương để điều tiết cái mông của chúng ta nó phải ngang ngang song song với cái lưng như thế này là ok mọi người. Ta sẽ chia bài ra chúng ta tập nhé mọi người. Những cái bài mà chúng ta tập ở ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ tập bài khác. Và chúng ta sẽ chú trọng vào cái vùng nào mà chúng ta muốn giảm mỡ, giảm tí nhé. Còn nếu mà tập đều thì chúng ta sẽ dành ra 2-3 ngày để chúng ta tập đều để chúng ta phát triển đều nhé. Và khi chúng ta đã bắt đầu quá trình tập để chúng ta giảm tí thì mọi người nên chú ý vào cái việc tập luyện không nói, nhưng mà cái việc ăn uống nó rất là quan trọng luôn nha mọi người. Nó quyết định gần như là 100% cái kết quả của chúng ta tập đấy mọi người nhé. Nếu chúng ta tập của chúng ta ăn thả phanh quá thì nó sẽ vẫn không thể giảm tí được đâu. Và quan trọng nhất vẫn là kiên trì và làm đều hàng ngày mọi người. Cái gì mà chúng ta kiên trì và đều đặn thì nó sẽ có kết quả thật là tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ. Nên mọi người đừng có nản chí nhé. Nó có vẻ là rất là dễ nhưng mà khi chúng ta tập ấy, thì những cái bài đốt cháy calorie này là những bài mà nó mất cái sức cực kỳ luôn. Mỗi lần mà mình tập xong thì mình đuối luôn. Nhưng mà sau cái thời gian chúng ta tập ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái lượng calorie được đốt và những cái lượng mỡ trong cơ thể chúng ta nó đào thải ra rất là nhiều luôn. Cho nên là mình mong là mọi người cũng kiên trì và cũng đồng hành cùng với mình để chúng ta tiêu diệt mỡ nhé. Thực ra trước đây mình cũng đã tập yoga, tập gym rồi nhưng mà mình không kiên trì theo đến cùng ấy. Và mình tập rất là lười, mỗi lần mà mệt tập một động tác mà mệt xong là mình nghỉ luôn, mình không có tập nữa. Nhưng mà đợt này thì phải kiên trì thôi mọi người ạ. Những cái bài hôm nay mình tập thì nó đốt cháy mỡ toàn thân nhưng mà mình thấy là nó cũng rất là ăn vào chân, ăn vào mông rất là nhiều. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi nhưng mà mình mong rằng là sau một tháng nữa thì cơ thể của mình thì nó sẽ đúng như mình mong muốn. Thực ra là mình rất thích những người nào mà mông to ấy, mà vòng eo thì bé. Eo không cần quá bé nhưng mông thật to ấy mọi người. Mông to thì mặc đồ rất là đẹp luôn và mình đang quyết tâm để tập cho mông của mình nó càng ngày càng to lên. Những cái bài tập này ấy, thì mọi người nên gồng cái phần bụng của mình ấy.
gồng cái phần bụng của mình, nó giữ cái phần bụng chắc lại thì nó mới đạt được kết quả tối đa nhất. Và khi chúng ta tập ấy, thì chúng ta sẽ giữ cơ thể của chúng ta thăng bằng và nó không có bị sụt dài theo cái sức của chúng ta, thì nó sẽ an toàn hơn cho cơ thể nhé. Hiện tại thì cân nặng của mình là gần 56kg và mình phải quyết tâm là sau một tháng nữa mình chỉ còn 49kg thôi mọi người, nên là chúng ta phải quyết tâm tập nhé. Và cái sự kiên trì là cái sự mà đem đến một cái kết quả bất ngờ nhất, nên là mình cũng mong mọi người kiên trì giống như mình nhé. Lần này là thực sự quyết tâm luôn ấy. Thực sự thì mình đã quyết tâm tập lại rất là lâu rồi nhưng mà không có động lực. Đợt này thì mình đang follow một cô YouTuber tên là Tracking Quý, thì mình thấy là cái sự mà kiên trì với lại là nhìn cái cách tập thì rất là đơn giản nhưng mà nó đốt rất nhiều calorie luôn đấy mọi người. Mình mới tập cho nên là mình sẽ tập những cái động tác đơn giản, và càng ngày thì mình sẽ học hỏi thêm những cái động tác mà nó khó hơn và nó giúp cho chúng ta đốt cháy calorie hơn. Và nhất là cái vùng về mông ấy, mình rất mong là cái mông của mình nó càng ngày càng to lên. Những cái bài tập lần sau ấy, thì mình sẽ tập ở cái phòng tập ấy, thì nó sẽ nhìn nó chỉnh chu và nhìn nó sẽ đúng chuẩn hơn, tại vì ở nhà không có gương cho nên là tập chúng ta không thể nhìn được cơ thể chúng ta như thế nào để điều chỉnh ấy. Nếu mọi người thích về chủ đề này và những cái bài tập liên quan đến đốt cháy calorie và mỡ thừa thì mọi người cũng bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng làm những video mà chỉ chu hơn, nó giảm được tối đa nhất cho mọi người cũng như là giúp cho mình giảm cân. Nhưng mà thực sự mình không cần giảm cân nhiều mà mình chỉ cần nó điều hòa được cái cơ thể của mình và nó có vòng eo và cái mông ok thôi. Như cái bài này thì mọi người sẽ cho cái phần mông và chúng ta gồng chiếc cái bụng hơn một tí nữa. Phần mông mọi người lùi về phía sau một tí nhé. Nhưng mình đây mình không nhìn thấy được và mình không điều chỉnh được. Sau một 10 phút tập luyện là mọi người sẽ thấy là mồ hôi ra rất là nhiều luôn. Bài tập thì rất là đơn giản nhưng mà nó có kết quả đấy mọi người ạ. Đến cái bài này cũng thế, mọi người sẽ xuôi cái phần mông về phía sau, lùi về phía sau một tí nữa và gồng chắc cái bụng hơn. Và là khi chúng ta tập thì chúng ta không nhón cái mông lên như thế. Bắt đầu từ thời gian ít đến thời gian nhiều nhé mọi người. Đầu tiên khi chúng ta mới bắt đầu tập thì chúng ta sẽ tập trong khoảng 8 phút đến 10 phút là tối đa, 15 phút là tối đa. Còn sau này khi chúng ta đã tập thành thạo rồi thì chúng ta sẽ tập thời gian nó nhiều hơn thì nó sẽ đốt được nhiều mỡ hơn. Mình quay thì mình cắt bỏ bớt đi, nó thời gian nó dài hơn. Mình tập ở đây là mình tập 15 phút. Sau 15 phút thì nó ra rất là nhiều mồ hôi luôn mọi người, và đuối luôn ấy. Ok, những bài tập của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.